Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người dự án nhận 80.000 cái token FQS tương đương với 5 đô la nhé. Và để tham gia vào dự án này, mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả. Sau đó làm các nhiệm vụ chatbot, tiếp theo chọn Start này. Rồi, chọn Continue. Rồi sau đó mọi người sẽ nhập kết quả xác minh nhé. Rồi ok, và tiến hành làm các nhiệm vụ do vào Telegram. Rồi quay trở lại này. Rồi tiếp vào channel. Sau đó quay trở lại. Follow Twitter và retweet bài đăng. Chọn theo dõi này. Sau đó thì mọi người sẽ like và retweet lại bài đăng này cho mình. Rồi ở đây mọi người sẽ trích dẫn cái username của nó nhé. Rồi quay trở lại này. Mọi người kéo lên chọn đôn cho mình. Tiếp tục chọn đôn. Sau đó nhập username của Twitter. Rồi tiếp tục chọn đôn này. Và sau đó mọi người nhập địa chỉ ví này. Rồi ok mọi người, như vậy mình đã hướng dẫn xong mọi người tham gia dự án. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.